Nếu các bạn có nhu cầu về dịch vụ game Liên Quân hay thậm chí là game khác, xem ngay ở dưới phần mô tả và bình luận. Là một người chơi hệ phép thuật, bạn muốn một pháp sư sở hữu những thứ như sát thương diện rộng của cánh bướm rối gian, một chút cơ động của cánh cụt hay khả năng khống chế của xích chó đại vương, thế thì bạn nên đi sắm ngay cái đũa phép mà tự chơi. Còn tôi, pick ngay cho mình con tướng này, nổ cái là đi một đứa, chưa tạch thì giật thêm cái nữa. Và đó là tâm điểm tướng Darcy, pháp sư phản thầy. Để hiểu rõ hơn ta hãy đến với phần cốt truyện. Darcy từ khi sinh ra đã được chỉ định làm người hùng vì anh có trí tuệ hơn người hay sở hữu một thể chất đặc biệt. Tất cả đều không, đấy là do anh mồ côi. Không cha mẹ, không bác hàng xóm, không còn gì để mất, Darcy trở thành một thằng liều. Để gia tăng thêm độ hùng, anh quyết định học phép thuật. Số phận đưa đẩy cho anh gặp người sư phụ Lorion, một pháp sư có tiếng trong xóm. Darcy được gia nhập trường học phép thuật. Tại đây Darcy gặp hai người bạn là Cephefa và Dizigzag. Cả ba cùng nhau học tập nghiên cứu ma thuật, dần trở thành một tổ đội có tiếng, không ngừng trau dồi kiến thức về phép thuật. Phải chi có thêm người nữa có phải thành tứ hoàng không? Tại thời điểm này ma thuật hắc ám nổi lên như hot trend, người đi đầu xu hướng không ai khác lại là Lorion. Thấy thứ ma thuật kia càng chơi càng lú, Darcy quyết tâm chống lại với dòng hashtag ma thuật đen cái cờ cờ chấm chim cánh cụt. Thấy đồ đệ tâm huyết hơi lệch sóng, để khẳng định lại vị thế ai mới là con ai là bố, Lorion hóa thân thành Mike Tyson, đấm thằng phản đồ không trượt phát nào. Trước sức mạnh của ông bố, Darcy không lùi bước. Sau hai lần ăn hành ngập mồm phải dạt nhà đi bụi, Darcy đã tìm ra cách counter Lorion, đó là sử dụng năng lượng thứ nguyên mở cửa không gian, chính thức chuyển sinh cho sư phụ mình. Đồng thời bản thân cũng bị kéo sang thế giới khác, lên kháng phép có phải đỡ mất thời gian không? Ở thế giới này Darcy được tiếp cận hệ tư tưởng Volcan, tiến hành tìm hiểu thì thấy như Chubin, cho đến khi anh tìm cách mở lại cổng không gian. Sau khi time skip 10 năm, Darcy mới quay về lại Athanor. Nhiều thứ đã thay đổi, bạn bè mở trường dạy ma pháp, người yêu cũ thì đi lấy chồng, Jack thì bỏ con, thế giới thì bị lực lượng hắc ám đe dọa. Cảm thấy bản thân hơi phế vật, Darcy đã vận động xây dựng lên bức tường thành, chính thức trở thành người bảo hộ bán hàng cho phe hắc ám với nhiệm vụ chính là gác cổng. Ở rank nào còn tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm cũng như cách sử dụng bộ chiêu thức sau. Bắt đầu là chiêu 1, du hành thứ nguyên. Darcy dùng sức mạnh phép thuật đưa bản thể qua nhiều chiều không gian khác. Đấy là tôi bốc phép thế cho nó vui. Trước khi dùng chỉ tăng tốc chạy và giảm sát thương phải chịu. Đòn đánh thường tiếp theo sẽ được tăng tầm đánh và sát thương, cùng với đó là làm chậm kẻ trúng chiêu, giúp cải thiện khả năng di chuyển, có thể bay nhưng không thể xuyên tường, cũng như hạn chế phần nào sát thương phải nhận, gia tăng khả năng sống sót khi giao tranh. Sống dai thành thần đằng là công cụ chính để ra vào combat, sử dụng khéo léo để bám trụ giao tranh, tận dụng việc tăng tốc chạy để né chiêu, tấn công phá hủy công trình tốt. Còn hết chiêu thì sao? Thì cút chứ còn gì nữa. Không kỹ năng xin đừng chi đuổi, không kỹ năng xin đừng chi đuổi. Đặc biệt ở trạng thái này sẽ sở hữu tuyệt kỹ nhất dưng chỉ trong truyền thuyết, một chọc là nhớ nhau cả đời. Lượng sát thương gây ra không phải dạng vừa đâu. Adeu, một nháy không nói nhiều, mid carry cho đi luôn cho nó có đồ có cặp. Kể cả mấy thằng tanker láo nháo cho cút nốt, đấy là khi có đồ thì mới gáy thế, chứ đầu game thì có cái nịt như mũi đốt. Ở trạng thái cường hóa Nguyễn Y Vân, chỉ khác cái là tăng thêm tí tốc chạy và hồi máu, khiến việc chiếu sáng kẻ địch tốt hơn. Này nhìn đều tao, nhìn cũng lực hơn nhưng đam vẫn vậy. Chú ý trạng thái sẽ biến mất khi tung chiêu hoặc đánh thường, khi sử dụng cần để ý để tay chân, tránh tay mấp máy mà mất chiêu oan. Cuối cùng chiêu này giờ chỉ còn giảm sát thương, không còn kiểu hóa thân thành bóng ma lượn lờ như trước. Khi dùng vẫn bị chọn là mục tiêu bình thường, do đó mà cần cẩn thận trong đi đứng, chứ ảo tưởng quá lại rút ra không kịp. Mà khi này hãy kết hợp cùng chiêu 2, lập phương thứ nguyên. Ngoài việc khẳng định mình là một tay chơi Rubik, Darcy còn tạo ra một vụ nổ tại nơi chỉ định, gây sát thương phép và tích lũy thêm lực lượng thứ nguyên, mang khả năng gây sát thương diện rộng, rất thuận lợi cho việc khép góc, khiến cho việc dọn lính trở nên dễ dàng hơn. Dọn người thì chưa chắc chắn lắm, vì khi sử dụng sẽ không một phát ăn luôn, mà sẽ mất thời gian trước khi nổ, rất chỉ là chậm, khiến cho kẻ địch hoàn toàn có thể né chiêu, đòi hỏi bạn phải có haki quan sát cấp cao hoặc là một người có tư duy tốt. Rất tiếc đó là hai thứ mà tôi đều không có. Để cắt lựa tính toán hướng đi của kẻ địch mà thả chiêu cho chính xác, chứ cứ dùng cho có thế này thì kẻ địch né được thì lại chê cười, đồng đội bất lực ngao ngán, bản thân cảm thấy rất chán, đã đánh ngu lại còn hay văn vẻ. Ở trạng thái cường hóa sẽ gia tăng phạm vi sát thương, nổ siêu to khổng lồ các cháu ạ, gia tăng tỷ lệ trúng vào mục tiêu cao hơn, chứ cần làm gì cũng làm cho kẻ thù hoảng sợ. Dùng để giải tán đám đông vô cùng tốt, không phải tôi biện minh dùng chiêu xịt đâu, mọi thứ đều là chiến thuật. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Dù sao đây cũng là chiêu thức gây đam chính, là căn cứ đánh giá việc có biết khiển con tướng này hay không. Hãy thể hiện mình là một người có ích cho xã hội, chứ không phải là con gì tự hiểu. Mà khoan, để cường hóa chiêu thì cần gì? Nếu các bạn thật lòng muốn biết thì tôi sẵn sàng trả lời. Để bản thân chạy nhanh hơn một chút, để ra đòn nổ phạm vi to hơn, đại diện cho năng lượng vũ trụ đầy mạnh mẽ và ngây ngất lòng người, đó là nội tại lực lượng thứ nguyên. Darcy tăng năng lượng thứ nguyên là thành màu đỏ trong suốt quá trình giao phối, ý tôi là giao tranh thông qua đánh thường hoặc tung chiêu trúng đối phương, sẽ giúp Darcy tích thứ gọi là lực lượng thứ nguyên. Khi đổ xăng tràn bình sẽ giúp cường hóa chiêu 1, chiêu 2, đồng thời tăng tốc chạy và hồi lại năng lượng. Để cho dễ hiểu thì đây tương tự như Chaka, thứ năng lượng thi triển nhẫn thuật, khác ở chỗ hết Chaka là phế, còn Darcy sức mạnh có phần thu chột, nhưng về căn bản vẫn sống nhăn răng. Việc tích lũy năng lượng không quá khó, chỉ cần bạn cần cù bù siêng năng,
ra sức đánh thưởng mọi lúc mọi nơi, ra chiêu một cách chuẩn xác, không phân biệt quái, lính nhỏ hay lính biết dùng chiêu, đều có thể tích nộ một khi đã đủ, nâng bản thân lên một tầm cao mới. Thành quả của việc này là sát thương lớn hơn, đánh đấm nhìn lực hơn. Nổ trận này sao trúng được? Đấy là bạn chưa biết đến chiêu 3, ma trận thứ tha. Dashi tạo ra một ma trận tại điểm chỉ định, làm chậm, gây sát thương phép đồng thời khắc dấu ấn. Sau 2 giây kẻ địch dính ấn sẽ bị cưỡng chế, quay lại và làm choáng. Khi tích ma trận thứ nguyên sẽ hồi ngay chiêu 2, tái kích hoạt giúp Dashi quay trở lại ma trận và gây sát thương. Là chiêu thức khống chế quan trọng bậc nhất của Dashi, phạm vi chiêu thức rộng có thể bắt nhiều người, hỗ trợ trong việc bắt người cầm chân kẻ địch, trừ khi nó dùng giải thì chịu, hoặc dùng không trúng, nghỉ mẹ luôn đánh đấm gì. Không chỉ dừng lại ở việc gây thương nhớ, mà khi phối kết hợp cùng chiêu 2, tạo ra combo sốc sát thương vô cùng lớn, một khi đã dính thì chỉ có tập xác định. Chừng đó là chưa đủ thì hãy tái kích hoạt, sẽ lập tức quay lại chỗ dùng chiêu cùng một rổ sát thương phép, đảm bảo đánh cho kẻ địch nhấc người. Có thể tận dụng để cải thiện độ cơ động, thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi bún. Cần để ý căn chiêu 2 nổ cho khớp, dùng đến thế này vẫn trượt do ý trời. Đó là phần sơ bộ các chiêu thức của Dashi, cùng tìm hiểu cách sử dụng tên pháp sư này thôi nào. Đầu tiên là vị trí trong trận đấu. Dashi có thể đảm nhiệm vai trò đi rừng hoặc là pháp sư đứng giữa, do đó hãy mang theo phép bổ trợ tốc biến, giúp gia tăng độ biến ảo cũng như khả năng đào thoát hoặc là trừng trị nếu ở vị trí đi rừng. Phù hiệu thì dùng thần quang để có lượng sát thương lớn, hoặc thánh thuẫn giúp bản thân có quay tốt hơn. Bảng ngọc cơ bản cho mọi pháp sư bao gồm 10 viên đỏ công phép, xuyên giáp phép, 10 viên tím tốc đánh tốc chạy, hoặc là kẹp 3 đến 4 viên hút máu phép cũng được. Cuối cùng là 10 viên lục tốc đánh, xuyên giáp phép, và không thể thiếu là những trang bị chấn phái như giày kiên cố, trượng bùng keo, vương miện hi hi he he, gươm tạ thế để cường hóa sức mạnh cho chiêu 1. Nếu thấy không cần thiết, hãy thay thế bằng quyền trượng Ria, tiếp đến là trượng hỗn láo, cuối cùng là quả cầu băng bó. Sử dụng xong thì đổi sang giáp hối trinh và liềm đoạt mệnh. Trường hợp đi rừng thì lên gươm low fire ở món đầu tiên, nhưng món còn lại thì lên như cách đi mid. Nhưng nhớ bỏ cái gươm tận thế đi nhá, hai món này trùng nội tại nên không cộng dồn đâu. Trang bị cơ bản như vậy thôi. Giờ thì chuyển sang cách vận hành nào. Khởi đầu cộng chiêu 2 để dọn nhanh sơn lính, đặt cầu làm sao để trúng cả 3 con lính là được. Đây cũng là nguồn gây sát thương lớn nhất, tập trung nâng mắc chiêu này đầu tiên nhé. Tuy nhiên nếu bạn là người mới tiếp cận Dashi, chưa thể đặt cầu một cách chính xác, cân nhắc nâng mắc chiêu 1 trước cũng được. Sau này thuần thục thì chuyển sang nâng chiêu 2, với khả năng đẩy đường nhanh và chết hít khỏe, không khó để Dashi đẩy lui đối phương, từ đó lấy lợi thế di chuyển trước, hỗ trợ đồng đội tại các đường lân cận. Combo và giao tranh cũng khá là đa dạng, có thể tùy biến trong từng tình huống. Thế nên tôi chỉ nêu combo thông dụng nhất thôi nhé. Trong trường hợp bạn không có nội tại, hãy đặt ra chiêu cuối, sau đó thả chiêu 2 ở điểm đánh dấu địch, kích hoạt chiêu 1, tái kích hoạt ulti và bắn thường. Nếu tích được nội tại trước thì tốt. Tích gần đầy như thế này thôi chứ đừng lấy full thanh. Combo thì vẫn y xì đúc, khác cái là ta dùng đến 2 quả cầu. Đứa nào mà dính trọn vẹn thì xác định là cúc, đặc biệt là cái đám chủ lực yếu máu. Mấu chốt phải đặt quả cầu đúng thời điểm, canh sao cho nó nổ đúng thời điểm địch bị kéo về. Quả này thì anh em phải tự can thôi, tập nhiều rồi sẽ thành phản xạ. Khó quá thì thử ướm bằng vòng quay của chiêu cuối, chờ cho nó chạy được một nửa vòng thì đó chính là lúc để bạn đặt chiêu 2. Có thể thấy ulti là công cụ rất quan trọng của Dashi, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, đẩy Dashi vào những tình huống nguy hiểm. Mặc dù khả năng kéo địch về rất là hay ho, nhưng nó vô tác dụng với các chiêu miễn khống, chưa kể đến những món như là cầu băng xương hay là đồ giải chẳng hạn, chỉ cần dùng đúng thời điểm thôi. Thậm chí chúng có thể thả diều áp sát ngược lại Dashi, đặc biệt khi chiêu 1 không còn khả năng outplay, những pha bay vào sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Do đó bạn cần xử lý khéo một chút, luôn giữ vị trí đủ an toàn để ra chiêu, đánh giá tình huống rồi mới quyết định có giật lên hay không. Cần thiết thì dùng nó để bẩy trọ cũng được. Trông thì có vẻ khá lằng nhằng phức tạp, mọi chiêu thức cần được sử dụng hợp lý và phải đảm bảo cả độ chính xác cao. Đó là lý do khiến Dashi không được sử dụng rộng rãi. Cơ mà tin tôi đây, đây là một pháp sư rất đáng chơi, hoàn toàn gánh được đam từ đầu cho đến cuối trận. Mới đầu thì có vẻ hơi rối rắm, nhưng khi đã thuần thục thì dính lắm. Cứ thế mà triển nhá. Rồi, cùng đến ngay với phần thực chiến nào. Ở ván đấu này team pick khá là 3 chấm, bên tôi thì có đến 2 con AD, bù lại đội hình có đủ cả công lẫn thủ, tạm cho nhận được. Phía bên kia cũng chơi 2 AD luôn cho bằng bạn bằng bè, dù đội hình không có tanker nào khỏe, nhưng họ có khả năng cấu rỉa tầm xa vô cùng khó chịu, để xem hai bên sẽ thi triển những ngón nghề như thế nào. Gặp Yue thì phải chủ động áp sát luôn, đánh tầm gần thì kiểu gì mình cũng là người có lợi, đấu tay đôi làm sao mà lại được với Dashi. Thậm chí Yan còn bất ngờ ganh sớm, chén cơm đầu cho pháp sư thứ nguyên. Kìa làm gì mà trông hụt hẫng đấy. Thôi thả cho bạn cái like động viên này. Con rồng chuẩn bị xuất hiện, dọn nốt bãi quái rồi xuống bot gank, nhưng có vẻ nó không thực sự cần thiết. À đây rồi, bắt ngay được con bò lạc, chạy đâu cho thoát khỏi ma trận thứ nguyên. Tốc biến không còn thì hết cứu, chiêu không đủ đam thì bắn thường thôi. Rồng lộn nghiễm nhiên là phần thưởng đính kèm, cánh trên Elsu cũng thể hiện tốt đấy chứ, solo kill được Kira kìa, hoàn toàn có thể là hai bùa đấy. Mà trước tiên phải bắt tiền hề này đã. Hai chiêu cuối được đầu tư chắc chắn sẽ là điểm hạ gục như một thói quen. Món hời này vẫn thuộc về Dashi. Kira phi tới với mong muốn gỡ gạc, cơ mà một thân một mình thì được cái nước non gì. Cút về tế đàn, mới đầu game mà bày quá, chưa gì đã thấy một chiều rồi. Đối phương hiển nhiên không muốn điều đó xảy ra, lập tức tổ chức phản công tại đường rồng. Bằng một cách nào đấy mà chúng đã thành công, đã thế lại còn là phe lấy trụ trước, phải đánh trả luôn chứ không thể để yên được. Ôi nhưng mà không ổn rồi, hộ giá, cứu em với mấy anh ơi. Hay thế nhở,
Vừa hết băng xương là có bọc lót, tự dưng bỏ chạy lại hóa thành một pha trèo kéo. Một đổi ba nói chung vẫn cứ là lời. Thọt hai trụ thì lấy lại cái răng cửa. Như vậy là quá đủ cho giai đoạn đầu game. Dường như đối phương đang bế tắc trong khâu tấn công. Đội hình cấu rỉa, sốc đam mạnh đã bị phá sản. Tứ phương tam hướng đều bị chúng tôi phong tỏa, không có cách nào để có thể vùng lên. Hoặc là do tôi đã kết luận quá sớm, mọi thứ đang được vận hành trơn tru mượt mà. Chẳng hiểu sao nó lại thành ra như thế này. Phe đỏ chỉ cần một pha đẩy là lấy lại toàn bộ thất thiệt. Trong khi đó phe xanh lại tỏ ra vô cùng rời rạc. Từng người bị hạ gục mà gần như là chết chay. Rồi xong, có khi nào pha này thua luôn không? Hayate cùng Thên cố gắng chống đỡ. Cả hai đều nằm nhưng chỉ đổi được một mạng. Còn một con lính tiên phong để địch tiến vào, bắt buộc phải tiêu diệt nó thì mới giữ được nhà chính. Cơ mà dồn cả ba chiêu không đủ đam, đồng nghĩa là tôi phải giật chiêu cuối lên để quên sinh. Vừa sống dậy được vài giây đã niệm tiếp, nhưng dù sao cũng đã giải quyết được vấn đề trước mắt. Thì ra không phải là đội bạn yếu, mà là do ban nãy chưa đến ngưỡng sức mạnh. Đến giữa game thì thế trận đảo chiều, tần suất công trụ được đối phương duy trì liên tục. Điều này khiến cho team tôi bị rối, chỉ biết nằm ngửa chứ không có nổi một động thái đáp trả. Đúng một cái là bay luôn hai trụ siêu cấp. Và như mọi khi, Dorsey vẫn là một cái bảo hiểm, là tuyến phòng thủ cuối cùng níu giữ lại mọi hy vọng cho cái game đấu này. Đấy, sáng mắt ra chưa? Đánh cẩn thận được chưa mấy má? Phe đỏ vừa kiếm thêm một con tà thần, đợi Yue hồi sinh sẽ là một sơn ép tại đường dưới. Nhờ đâu Kira muốn đánh phủ đấu trước, đúng lúc phe xanh đang có đủ 5 người. Mất tâm ra quỷ là hết vị. Ma trận thứ nguyên được tung ra, con hàng lập tức phải trả giá. Thời cơ đã tới, ép rào tranh ngay vào luôn. Không phải bây giờ thì còn bao giờ nữa. Hơn người thì cô lập một đứa nào đấy khỏi đám còn lại, rồi thoải mái mà úp sót hội đông. 5-3 rồi đến 5-2, hoàn toàn có thể là end game. Kira còn lâu mới hồi sinh, mong là con Caesar không được triệu hồi. Thế mà nó vẫn kịp ra, buộc phải tanh chay thôi chứ đâu còn cách nào khác. Bắt cái thằng dốc cờ để diệt hậu họa trước. Khoảnh khắc Yan nằm lại đã làm tôi chùn bước, mà quên luôn vẫn còn neo xù ngay đấy. Vâng, vô đây coi. Mày quá, sơ sẩy tí nữa là cút. Cuối game hơi cuống tí, chung quy ván này vẫn là tròn vai. Làm thêm ván nữa cho thật bùng lổ. Vẫn là vị trí đường giữa quen thuộc. Đối thủ bên phía đối diện Zaras, trước cấp 4 thì kèo này không đáng ngại. Địch còn đi phá rừng của nắc cụt nữa. Hiển nhiên Darcy là người lên cấp 2 trước, đẩy lui hắn tí rồi đảo xuống bot gank. Terry có một mình nên đứng khá an toàn. Đánh tạm Mina mới từ mid về, chào hỏi nhẹ nhàng nửa cây máu thôi. Khả năng là tôi phải kem ở bot luôn. Mặc dù team có Van Hên, tuy nhiên support lại là Aliku, sẽ không dễ để ép được cặp bot bên kia. Rust thấy thế cũng có động thái đáp trả, phục kích bất ngờ nhưng tôi đã có đồng đội backup. Chiến công đầu cho gã phán quan địa ngục. Hai con hàng phía dưới cũng phải nối gót theo sau. Con rồng đầu coi như là miễn phí. Butterfly men theo hướng này, không giấu giếm ý đồ cướp búa xanh. Mọi thứ đã nằm trong dự tính. Lập tức là chiêu cuối đến từ Dorsey. Alan tới cứu nhưng không có nhiều tác dụng. Thậm chí chính hắn cũng là con mồi kế tiếp. Thêm một ván đấu kiểm soát hai bùa, nhưng liệu ta có đâm vào vết xe đổ của ván chơi hay không? Tạm thời thì chưa, bởi team tôi đang phối hợp khá tốt, đặc biệt là với Nakroth. Mỗi khi tôi mở là anh bạn này có mặt ngay. Nhìn kỹ lại quả tên trông xú thế nhỉ? Chắc là không phải đâu, múa tốt tích kia cơ mà. Bắt luôn cả Mina chứ sợ gì tầm này. Combo giật về nhẹ nhàng rồi nhất dương chỉ kết liễu. Sau pha này tôi cũng hết sạch tài nguyên rồi, trên đường về còn bị cấu máu nữa. Lẽ ra mình nên về, cơ mà bản thân lại quá tự tin, tiếp tục ở lại nhờ cái nội tạng. Chả khác nào mời Rust tốc biến băng trụ. Cũng may tôi kịp đặt ra ulti trước khi niệm, tự dưng lại tạo ra một cú hồi mã thương. Chết ngáo nhưng đồng đội sửa sai được. Cho đến khi Butter có những điểm hạ gục đầu tiên, thế trận bỗng chốc đảo chiều chỉ trong một tình huống. Ngay cả khi chúng tôi tổ chức combat hơn người, trông thì hiệu quả nhưng cơ bản là không đủ nhanh. Để có nả đến kịp giao tranh là cả lũ ăn cám, không ổn rồi. Lúc đầu còn kìm hãm được, giờ thì nó giàu nhất bản đồ luôn. Cố đánh cẩn thận lắm rồi đấy, kết quả vẫn đâm vào vết xe đổ. Đồng đội thì bắt đầu bị trôi, từ di chuyển đến ra chiêu đều vô cùng mù mắt. Lại phải giơ cái thân này ra thôi, đâu còn cách nào khác. Phòng thủ không phải vấn đề gì quá to tát, dù gì thì tôi vẫn đang rất xanh và chín. Thêm cả nắc cụt cũng gồng gánh tương đối tốt, đây mới là vấn đề thật sự này. Làm sao để diệt Butter là một bài toán khó giải. Có thể phải lựa được một thời điểm đẹp như pha này chẳng hạn này. Ma trận thứ nguyên trúng hai mục tiêu, Mina bốc hơi ngay trong một nốt nhạc. Butter hết stack thì cũng chuẩn bị niệm. Ui sời ơi, một nhảy một quẹt mà tôi hấp hối luôn ạ. Double kill mà cũng phải đái cả ra quần. Nhân lúc ả đang đếm số, ra gạ kèo để ăn tà thần nào. Thế mà địch dám chơi thật. Kết cục cho Alen đương nhiên là chết. Lợi thế giao tranh là có, nhưng cảm giác nó cứ có cái gì đấy sai sai. Rõ ràng là hơn người mà sao lại chật vật thế nhở. 5-4 mà lại chỉ là 2-3. Tử thần đến rồi kìa, cút nhanh đi thì còn kịp. Tôi combo nhẹ cũng lấy nửa cây máu của Butter đấy, nhưng phải giữ được khoảng cách cơ. Nếu là chiêu một của ngày trước thì còn múa được, chứ tầm này nó nhảy đứa nào là đứa đấy cút. Nhận thấy hai con hàng đang hú hí một mình, Nắc liền kêu gọi cả hội ra bắt lẻ. Ui nhưng mà vào vội đấy. Ôi thôi bỏ mẹ, bắt nó có mạng rồi. Thôi xong thật rồi, tất cả đã kết thúc. Mỗi đứa chỉ tốn một quẹt, một mình nó cần cả team tôi luôn mà. Richter không chuẩn nhanh thì đã là cái mega, mà nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Tại thua sứ rồi còn đâu. Xanh như tàu lá chuối mà chỉ biết bất lực nhìn nhà chính nổ tung.
Thôi thì có cái MVP bại an ủi, ít nhất thì không bay một sao. Cất cái vòng ma pháp lại, Darcy là một vị tướng pháp sư, có lượng sát thương phép dồi dào, cùng khả năng dồn đam cực mạnh. Đi kèm với đó là chiêu thức khống chế diện rộng, rất thuận lợi cho việc bắt người, cũng như sử dụng trong giao tranh lớn, có thể di chuyển linh hoạt gây đột biến. Tuy nhiên vẫn rất dễ để bị bắt vào, đòi hỏi việc quan sát di chuyển hợp lý, cần phối hợp chuẩn các chiêu thức mới phát huy được sức mạnh. Không dễ chơi nhưng lại dễ trúng thưởng, vậy thì còn ngần ngại gì mà không chơi luôn. Đi cùng với đó là những skin không cần thiết như Darcy đại gia chân đất, Darcy tím lịm thủy chung, Darcy pháp sư fairy tale, Darcy tiến sĩ thân đăng, Darcy thích là nhích. Sắm ngay đi để còn quẩy chứ còn gì nữa. Và một thông tin bên lề không đáng chú ý, Darcy có một vài nét giống với nhân vật bác sĩ lạ của nhà Marvel, cũng là những pháp sư phù thủy tài giỏi, có khả năng đi sang các thế giới khác, nhiệm vụ chính đều là bảo vệ thế giới. Tóc tai kể ra nhìn hơi giống, chắc là cắt cùng một ba bờ. Trong chiêu thức của Darcy đều có từ thứ nguyên, là từ ngữ phổ biến trong vật lý và toán học, được hiểu đơn giản như là đơn vị trong tính toán. Ngoài ra trong liên quân thì đây còn là một dòng trang phục với tên đầy đủ là thứ nguyên vệ thần, đi kèm với hiệu ứng đẹp mắt sặc mùi quý bỉu, là nội tại hút máu của Garena. Chưa biết đánh hay dở thế nào nhưng chắc chắn là giàu nhiều tiền. Cuối cùng theo thông tin trong game, Darcy chịu một vết thương ở tay sau trận chiến với Lorion và vẫn luôn cảm thấy rằng Lorion vẫn còn sống. Này đến đây thôi, đừng quên ấn đăng ký cho người chơi điện tử rồi like và bình luận bên dưới video này để đón chờ những content cực hay sắp tới. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.